Đan Nguyên bị giãn dây chằng để lại triệu chứng đầy đau đớn khiến fan lo lắng. Lần đầu thử sức phim ảnh với thể loại hành động, nam danh ca gặp nhiều chấn thương, nhưng anh không cho phép bản thân chùn bước. Sau hai tác phẩm điện ảnh hành động ghi dấu ấn là Hương Ga và Truy Sát, đạo diễn Cường Ngô tiếp tục phát huy thế mạnh với phim Cánh Diều Mưa, được ghi hình tại Thái Lan. Bộ phim dài 30 phút, với sự tham gia của danh ca Đan Nguyên và dàn sao nổi tiếng tại hải ngoại. Cường Ngô thừa nhận, anh là người khá cầu toàn về tính duy mỹ trong ngôn ngữ điện ảnh. Trong phim, khán giả sẽ được thưởng thức những khuôn hình thanh xuân lãng mạn nhưng vẫn tràn đầy chất quyết liệt của hành động và sự sâu sắc của nội tâm nhân vật. Với sự tham gia của Đan Nguyên, cánh diều mưa sẽ đan xen giữa ngôn ngữ điện ảnh và âm nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ tham gia thử sức với điện ảnh. Anh hóa thân thành một nhân vật võ thuật hành động gai góc, đầy cá tính của một người hùng. Với thế mạnh của thể thao và võ thuật, Đan Nguyên nhanh chóng bắt nhịp với bộ phim. Đan Nguyên chính là một nhân tố mới đầy tiềm năng cho điện ảnh, Cường Ngô nói ngắn gọn. Trao đổi với chúng tôi, Đan Nguyên cho biết anh không trải qua quá nhiều khó khăn việc luyện võ. Theo đó, đa số những cảnh đánh đấm được tập luyện ngay tại chỗ và nhanh chóng. Nam ca sĩ điển trai được huấn luyện viên hướng dẫn những thế võ cơ bản trước khi bước vào trước ống kính. May mắn có thân hình dẻo dai, mạnh khỏe nhờ gym, Đan Nguyên không gặp nhiều khó khăn trong diễn xuất. Ngoài 40 nhưng ca sĩ Đan Nguyễn vẫn sở hữu thân hình vạm vỡ như tuổi đôi mươi. Anh có một cuộc sống vui vẻ ở Mỹ. Đan Nguyên không còn là tên tuổi quá xa lạ với khán giả yêu âm nhạc. Vào những năm 2000, anh là một giọng ca hải ngoại được yêu thích với hàng loạt bản hit như Đắp mộ cuộc tình, Cánh diều mưa, Giao bán vần thơ say, Lại nhớ người yêu. Bên cạnh chất giọng ấm áp, Đan Nguyên còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lãng tử và điển trai. Nhiều năm trôi qua, chàng ca sĩ ấy dù đã 37 tuổi nhưng vẫn phong độ như ngày nào. Thực ra Nguyên có quá ít thời gian để tập luyện do kế hoạch công việc ca hát khá nhiều. Những lần đầu tập bị căng cơ, đau đớn nhưng tính đàn ông buộc mình phải quyết tâm. Có khi bị giãn dây chằng vì tập quá độ nhưng đó là đòi hỏi của công việc. Muốn thành công, không cách nào khác là quyết tâm cao độ và hoàn thành mục tiêu. Hợp tác với Cường Ngô không dễ, nên Nguyên không bỏ qua cơ hội này mà làm hết sức có thể để đi tới kết quả ưng ý nhất, anh cho biết. Đang Nguyên tiết lộ thêm, ngoài ca hát thì điện ảnh là niềm mơ ước từ lâu. Thời gian tới, anh kỳ vọng được khán giả đón nhận trong lĩnh vực mới để tiếp tục theo đuổi đam mê phim ảnh. Trên phim, khán giả sẽ thấy một Đan Nguyên nhiều màu sắc, nam tính và mạnh mẽ, anh nói thêm. Sinh ra ở vùng đất mộng mơ Huế, Đan Nguyên vốn đã đam mê âm nhạc từ bé. Thổi còn thiếu niên, anh rất thích nghe thể loại nhạc vàng và là fan của các danh ca nổi tiếng như Chế Linh, Tuấn Vũ, Bảo Yến, Duy Khánh. Đến năm 1998, nam ca sĩ cùng gia đình chuyển sang định cư tại Mỹ. Ở nơi đây, anh đã nuôi dưỡng giấc mơ được đứng trên sân khấu của mình. Vào năm 2006, sau khi đoạt giải một cuộc thi âm nhạc, Đan Nguyên đến Trung tâm Asia thử giọng. Ngay lập tức, anh đã được nhận và trở thành một trong những át chủ bài của Trung tâm. Sau khi phát hành nhạc phẩm Thói đời cùng ca sĩ Trúc Phương, tên tuổi của Đan Nguyên ngày càng được chú ý đến. Cũng từ đó, anh được đông đảo khán giả ở trong và ngoài nước mến mộ. Ngoài giọng hát, nam ca sĩ còn là hình mẫu lý tưởng của nhiều fan girl. Anh chàng sở hữu một vẻ ngoài đầy thu hút với gương mặt xoái ca cùng body cực chuẩn. Bên cạnh việc đi diễn, Đan Nguyên còn rất thích luyện tập thể dục thể thao. Anh có niềm đam mê với các hoạt động thể chất từ tập gym, boxing cho đến bóng đá. Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Đan Nguyên có cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở trời tây. Anh thường công khai chia sẻ những món đồ xa xỉ mà mình tậu về. Từ xế hộp, phụ kiện cho đến quần áo, hầu hết đều được nam ca sĩ mua từ những thương hiệu đắt đỏ. Những khi rảnh rỗi, nam ca sĩ cùng dành thời gian để đi vui chơi ăn uống và giao lưu cùng đồng nghiệp anh có mối quan hệ thân thiết cùng giàn nghệ sĩ hải ngoại là bằng kiều dương triệu vũ cam thơ hiện tại đan nguyên thường xuyên đi diễn ở nhiều sự kiện phòng trà lớn nhỏ trên đất mỹ với cách hát mới lạ anh đã thổi hồn vào nhiều bài hát cũ như đêm buồn tỉnh lẻ chuyện đồi hoa sim hay thành phố mưa bay từ khi bắt đầu hoạt động đến nay nam ca sĩ luôn được xem là một hiện tượng mới trong làng nhạc hải ngoại đã nhiều năm trôi qua nhưng giọng hát và phong cách trình diễn của anh vẫn khiến công chúng tan chảy. Đến nay, Đan Nguyễn vẫn thể hiện rất thành công các ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Trên kênh YouTube của mình, nam ca sĩ thường đăng tải các MV ca nhạc và nhận về lượt xem cao ngất ngửa. Trong thời gian sắp tới, người hâm mộ cũng hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục mang đến nhiều nhạc phẩm hơn nữa. Đan Nguyên một trong những nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình sâu lắng, với giọng hát cao vút đầy nội lực. Những ca khúc của anh luôn đi sâu vào lòng khán giả yêu mến Bolero. Sở hữu chất giọng bay bổng, Đan Nguyên là một cái tên xuất sắc tại một trung tâm nhạc hội nổi tiếng ở hải ngoại. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Đan Nguyên sinh năm 1984 tại Thừa Thiên Huế, anh cùng với gia đình sang Mỹ định cư vào năm 1998. Họ Nguyễn tên Đan, nên anh đã lấy nghệ danh là Đan Nguyên, tên gọi thân mật là Đan. Tại đây anh bắt đầu con đường nghệ thuật với nghệ danh Đan Nguyên với chất giọng trầm ấm lôi cuốn đan nguyên nhanh chóng gia nhập và trở thành một trong những giọng ca xuất sắc của một trung tâm trung tâm ở hải ngoại tại đây anh có dịp đi lưu diễn khắp mọi nơi trên thế giới như canada anh úc tên t ủi của anh gần như đến gần hơn với khác giả trong và ngoài nước năm 2006, đan nguyên bắt đầu tham dự các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ tại hải ngoại và đã chiếm được tới 4 giải nhất một giải nhì trong tổng cộng 6 cuộc thi từ bắc cali tới nam cali trong lần gặp gỡ ca sĩ Chis Thùy Trang tại một đại nhạc hội ở San Jose, Đan Nguyên đã nhờ Chis đưa CD của Đan đến tận tay Trúc Hồ và Thi Vân, giám đốc trung tâm âm nhạc. Hai ngày sau thì Đan Nguyên nhận được điện thoại của Trúc Hồ mời Đan Nguyên đến thử giọng. Đan Nguyên bay xuống ngay ngày sau đó và thâu thử giọng bài xin làm người xa lạ. Giọng ca đặc biệt ấy đã khiến trung tâm chú ý và mời trình diễn trong chương trình đặc biệt được thu hình mùa hè năm 2007. Trong lần đầu tiên xuất hiện đó, anh đã gây dấu ấn với khán giả khi song ca thành công cùng ca sĩ Chế Linh, nhạc phẩm nổi tiếng thói đời của nhạc sĩ Trúc Phương. Từ đó, Đan Nguyên bước vào con đường ca hát và mau chóng chiếm được sự ái mộ của rất nhiều người. Đầu năm 2016, Đan Nguyên bắt đầu cộng tác với Trung tâm Thúy Nga từ cuốn Paris b 118 chia 50 năm âm nhạc Đức Huy. Năm 2016, Đan hợp tác với Trung tâm Thúy Nga. Giọng ca của anh được khán giả trong và ngoài nước biến đến. Không chỉ có khán giả trẻ, những người lớn tê, ủi yêu thích vàng cũng thích nghe giọng hát của Đan. Đặc biệt là ngoại hình ưa nhìn cùng với cách phát âm đặc trưng TR không lẫn vào đâu được đan nguyên được nhiều khán giả phong tặng cho danh hiệu là Lãng Tử Phong Trần. Lý giải nguyên nhân lựa chọn dòng nhạc theo đuổi là chữ tình buồn, ca sĩ Đan Nguyên cho biết anh lựa chọn dòng nhạc chữ tình vì một phần là đam mê từ nhỏ. Một phần là do anh nhận thấy dòng nhạc này ngày một ít người trình diễn nên anh muốn duy trì nó để phục vụ cho khán giả trong và ngoài nước những người yêu thích dòng nhạc này. Nhiều khán giả hâm mộ hỏi, với dáng vẻ bắt mắt của mình sao Đan Nguyên không hát nhạc trẻ cho hiện đại mà lại chọn thể loại người ta thường gọi là nhạc mùi. Thì Đan Nguyên tâm sự như sau, do thấy nhạc mùi không bao nhiêu người hát nữa thành ra Đan Nguyên muốn duy trì. Và cũng vì đam mê từ hồi nhỏ nên Đan Nguyên mới chọn hát thể loại nhạc mùi này. Dễ nhận thấy, Đan Nguyên có ngoại hình đẹp trai, phong độ. Vì thế nhiều fan gọi vui nam ca sĩ là chàng trai không tuổi. Nhưng với T, ủi nghề anh đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Không chỉ nổi danh trong sự nghiệp ca hát, Đan Nguyên còn chứng minh mình là một nghệ sĩ đa tài. Nam ca sĩ được biết tới là có khả năng sáng tác nhạc. Anh có một số sáng tác như Cánh Diều Mưa, Dòng Mờ, Áo Việt Nam, Một Lòng Yêu Em. Ngoài hát và sáng tác, Đan Nguyên còn tham gia đóng phim. Anh cùng với các diễn viên như Lâm Vít Say, Lily Nguyễn và tham gia vào bộ phim Cánh Diều Mưa do anh Cường Ngô làm đạo diễn. Đan Nguyên vừa vào vai chính trong phim vừa thể hiện hai MV trong bộ phim này. Dù hoạt động trên con đường âm nhạc đã nhiều năm và khá nổi tiếng, thế nhưng ca sĩ Đan Nguyên rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Đan Nguyên là người có cuộc sống rất giàu sang tại Mỹ. Bằng chứng là anh thường xuyên khoe những bức ảnh đứng bên cạnh siêu xe của mình. Ngoài ra những món đồ hàng hiệu thời trang xa xỉ, đắt đỏ cũng được nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ. Đối với chuyên kết hôn, Đan Nguyên rất ít khi tiết lộ. Trong một vài lần trả lời truyền thông và trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ vẫn thường khẳng định hiện tại anh vẫn đang độc thân. Ngoài ra anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt. Ngoài ca hát và chơi đàn guitar, Đan Nguyên còn chơi nhiều môn khác để giải trí và rèn luyện sức khỏe như D, ánh võ, tập thể hình hay chơi cầu lông hoặc bóng bản. Trước đó, anh từng bị một người mạo danh gom hơn một tỷ đồng của người hâm mộ. Cụ thể, hồi tháng 4, chị Phan Thị Tê, sinh năm 1995, Ngụ Phường, Phường Đúc, Thành phố Huế, trình báo, thấy Facebook Đỗ Phương Thảo liên tục đăng tin từ thiện, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, bệnh tật nên rất cảm động. Thảo giới thiệu làm nghề vũ công, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, là bạn gái của ca sĩ Đan Nguyên, ca sĩ ở Mỹ. Thảo nói có nhà đất giá trị lớn ở Quy, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đang giao bán. Thảo muốn làm từ thiện nhưng chưa có tê, yên, nhà đất chưa bán được, ca sĩ Đan Nguyên chưa chuyển tê, yên. Thảo nhắn chị tê hỏi vay tê. Yên làm từ thiện, hẹn bán được nhà sẽ trả. Thảo nói vừa bị tai nạn, đi lại khó khăn, bất tiện nên rút tê. Yên rất khó. Chị tê, thường tham gia các hoạt động từ thiện và từ đầu tin tưởng Thảo là bạn gái ca sĩ nổi tiếng nên không đề phòng. Chị tê, gom góp, vay mượn được 780 triệu đồng rồi chuyển cho Thảo. Nhiều tháng sau, chị tê, không được trả tê. Yên, trong khi bản thân lại nợ nần chồng chất, Vay nóng lãi cao và Facebook Đỗ Phương Thảo mất liên lạc. Chị T. Nghĩ mình bị lừa nên trình báo công an. Theo điều tra, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, Vân tạo trang Facebook Đỗ Phương Thảo đăng tải nhiều hình ảnh giả danh Đỗ Phương